Chúng ta có thể thấy là chiến sự tại Ukraine lúc này vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp còn tùy vào kết quả đàm phán giữa hai nước với nhau. Và chúng ta đều biết đây là một khu vực có rất đông người Việt của chúng ta sinh sống làm việc học tập lâu dài tại đây. Và khi mà chiến sự diễn biến căng thẳng như vậy thì theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, người Việt tại quốc gia này đang có nhu cầu trở về Việt Nam theo đường Ba Lan và Rumani. Vì vậy, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines đã đề nghị được thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước thông qua hai quốc gia này. Cụ thể, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Giao Ngoại giao về việc tổ chức các chuyến bay đưa người Việt tại Ukraine về nước. Bên cạnh đó, hãng hàng không Vietjet cũng đã có đề xuất với cơ quan chức năng tổ chức chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam tại Ukraine về nước từ thành phố Warsaw của Ba Lan. Thời gian chuyến bay từ Ba Lan về nước dự kiến là sáng ngày 6 tháng 3. Được biết hiện tại, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO đã thông báo về việc đóng cửa không phận tại Moldova, Ukraine và một phần vùng thông báo bay của Cộng hòa Liên bang Nga. Do đó, nếu có chuyến bay, các hãng không sẽ phải xây dựng phương án công dân Việt Nam được trung chuyển đến các vùng an toàn và được phép thực hiện chuyến bay để di chuyển về nước.